Vừa đang chúc anh kính chào quý cô chú yêu đàn cả nước. Vừa đang chúc anh chúc mọi người một ngày mới thật là bình an, một ngày mới tràn đầy năng lượng và một ngày mới làm việc thật là hiệu quả. Vừa đang nhà em là Vừa đang chúc anh, địa chỉ Hà Biên, Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ. Và hotline đặt hàng bên em là 0978811190. Mọi người đặt hàng có thể liên hệ qua fanpage, qua kênh YouTube và qua kênh TikTok Vừa đang chúc anh, hoặc là qua hotline hoặc Zalo nhà em là 0978811190. Trong ngày phiên bản bán hàng ngày 10 tháng 11 hôm nay, em Trung sẽ ra mắt một sản phẩm đang cực kỳ là hot trên thị trường mọi người nhé. Một trong cái siêu phẩm đó là ngọc trai đen Đài Loan. Ngọc trai đen Đài Loan là một trong những cái dòng mặt hoa đen hồ điệp mini đẹp, cánh sáp và bông dày và rất là bền hoa, siêu phân nhánh như này mọi người nhé, siêu phân nhánh. Và ngọc trai đen Đài Loan này có số bông đạt đến năm thứ 3 rất là nhiều. Đấy, năm thứ 3 có thể lên đến hàng trăm bông mọi người nhé. Năm thứ 3 có thể lên đến hàng trăm bông luôn. Đây em lấy một cái cây hoa bói mọi người nhé. Cây này mới giờ chỉ là cây hoa bói mọi người này, mà số lượng phân nhánh từ dưới lên trên. Đấy, đặc điểm là rất là siêng hoa, nó phân nhánh mọi người này. Phân nhánh cực kỳ nhiều luôn. Và cái số hồng bông của dòng ngọc trai đen này có thể đạt đến 5 hồng hoa. Đấy, khi mà cây chăm tốt có thể đạt trong một lứa hoa nhé, có thể ra được 5 hồng hoa trong người luôn. 5 hồng hoa. Và dòng ngọc trai đen này tại sao gọi là ngọc trai đen mọi người nhé? Nó là dòng cánh sếp dày, mặt hoa đẹp, và cái lưỡi của nó này kết hợp giữa tông màu trắng và đen, nó như cái viên hạt ngọc, người ta gọi là ngọc trai đen. Và dòng ngọc trai đen là Đài Loan này là một trong những cái dòng ngọc trai đen mà đẹp, với khuôn bông đẹp. Đấy, khuôn bông rất là mê luôn, và càng nhìn càng yêu mọi người nhé. Bất nào mà chơi ăn hồ điệp mà chưa sở hữu cho mình một cái chậu ngọc trai đen này thì nên sưu tầm. Đấy, và giá em Trung niêm yết tại shop với chương trình tri ân ngày 10 tháng 11 mọi người nhé, với giá là 190.000 một chậu, và em Trung đi đơn từ 2 chậu. Đặc biệt đi đơn từ 3 chậu là em Trung hỗ trợ bao ship nhanh toàn quốc. Đi đơn từ 3 chậu mọi người nhé, còn lại là ship toàn quốc bên em Trung, đồng giá là 35.000 từ ship, bao ship nhanh luôn. Và ngọc trai đen nhà em Trung là hàng Đài Loan, hàng Đài Loan thuần tại vườn Việt Nam, thuần tại Lâm Đồng, Đà Lạt đây mọi người. Đấy, ra hoa tự nhiên nhé, ra hoa tự nhiên, bởi vì thí hiệu thời tiết Đà Lạt Lâm Đồng rồi, cực kỳ phù hợp cho cái dòng lan hồ điệp mọi người này. Thế nên là dòng này nhà em Trung là vườn không kích, thế nên là ngồng hoa chưa được cao nhé, ngồng hoa bói nên nó chưa cao, nhưng là đổi lại là cây có bộ rễ khỏe, đanh cây, hoa đẹp. Đấy, đối với dòng hồ điệp mà khi mà dùng kích nhiều mọi người nhé, dùng kích nhiều, ví dụ như khí hậu mà không phù hợp là phải dùng thuốc kích, thì cây nó sẽ ra hoa không tự nhiên, ra hoa không đẹp bằng. Thứ hai là cây nó sẽ bị yếu cây hơn. Nhưng đối với dòng hồ điệp ra hoa tự nhiên thì đảm bảo cho mọi người là bộ rễ khỏe, cây khỏe. Tức là chơi hoa xong mọi người dưỡng cây lại cho em. Đấy, những cái dòng này mọi người mua về không phải chỉ để chơi hoa, và khi mà tàn hoa mọi người còn dùng lại để dưỡng cây, chăm cây để chơi hoa đứa sau. Và dòng ngọc trai đen này độ bền hoa nếu mà khi mọi người thuần rồi nó kéo dài từ 3 đến 5 tháng là chuyện bình thường. Và đối với cây ngọc trai đen em Trung đang bán này, sẽ có một ngồng lệch, một ngồng nở. Tức là một ngồng nở được 2 đến 5 bông như này, và một ngồng này sẽ chơi hoa Tết cho mọi người. Và đặc biệt không hoàn toàn là hai ngồng mọi người nhé. Lô này có cả một ngồng này. Đấy, thế nên bác nào đặt hàng thì vui lòng để lại số điện thoại để bên em Trung tư vấn, cũng như là gọi điện đến hotline nhà em Trung để tư vấn và đặt hàng. Đấy, đối với một ngồng thì nó sẽ phân nhánh nhiều hơn. Đấy, một ngồng giống như kiểu là một con thì nó sẽ chăm tốt hơn, nhiều chất dinh dưỡng lên thì nó sẽ phân nhánh nhiều. Đấy, như những cánh tay Phật luôn. Đấy, dòng này em nói thật là siêu ngồng và phân nhánh còn hơn cả băng băng luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, bắt đầu muốn sở hữu một dòng ngọc trai đen này, bộ rễ khỏe, chuẩn giống Đài Loan thì liên hệ qua hotline nhà em Trung là 0978811190. Và mọi người chú ý cho em là khi đặt hàng bên em Trung, mọi người chú ý trong cái video này, cây nhà em Trung like như thế nào, quay video như thế nào, ảnh như thế nào, thì bọn người nhận hàng đúng như vậy. Em Trung sẽ cố gắng lựa những cái cây đẹp nhất và bộ rễ khỏe nhất đến tay cho khách hàng này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và mọi người chú ý nhận hàng kiểm tra xem có phải là hàng Đài Loan không, kiểm tra bộ rễ có khỏe không, và hoa có đẹp như em Trung quay này không, thì mọi người mới nhận hàng. Trường hợp bác nào mà nhận hàng kiểm tra không đúng phải vườn ăn Trung Anh, không đúng cây như trên em Trung quay video, mọi người quay lại hàng và không mất một đồng phí nào. Đấy, bên em Trung luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, chất lượng cây đến mọi người lên hàng đầu. Bởi vì bản thân em Trung cũng vậy, mua hàng mà không vừa ý, không thỏa mãn được cái nhu cầu cũng như là cái mong muốn của mình, thì em Trung cảm thấy cũng rất là bực bội. Thế nên là em Trung cũng hiểu tâm lý khách hàng, thế nên tay đến cây cho khách hàng, em Trung sẽ lựa, cố gắng lựa những cái cây mà khỏe đẹp nhất. Đấy, vợ em Trung là người lựa chọn cây trực tiếp cho mọi người. Đấy, rất là đẹp ngọc trai đen này. Mọi người cố gắng đi đơn từ 3 chậu nhé. 3 chậu là em Trung bao ship rồi. Đấy, các bác nhìn này, như những cái viên ngọc luôn. Đấy, mọi người đặt hàng thì cố gắng nhanh tay,
Bởi vì không phải lúc nào sẽ có hàng hai ngầu như này đâu mọi người này. Đa phần trên vườn là hàng một ngầu nhưng lại phân tay nhiều hơn. Thì mọi người cố gắng là chốt nhanh trong 1-2 ngày. Bởi vì với những cái mã sản phẩm hot như này mọi người này, khi em Trung đăng video lên kênh YouTube cũng như là livestream cũng như là trên fanpage, thì chỉ tầm 1 ngày hoặc là sang ngày thứ hai là đã hết hàng rồi. Thế nên mọi người muốn sở hữu những cái công ngọc trai đen đẹp nhất và được hai ngầu, thì mọi người cố gắng nhanh tay gọi điện cho em Trung để em Trung tư vấn cũng như đặt hàng để được những cái chậu ngọc trai đen đẹp nhất, ưng ý nhất. Đấy, chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ. Mọi người đặt hàng thì liên hệ qua fanpage, qua kênh YouTube, kênh TikTok Vườn Lan Trung Anh, cũng như qua hotline và Zalo nhà em Trung là 0978811190. Đấy, và để lại số điện thoại để bên em Trung tư vấn. Chúc mọi người một ngày mới làm việc hiệu quả. Hẹn mọi người trong cái video tiếp theo mọi người nhé. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều.